Ok, hi các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Long Fitness. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về cái series là lịch tập tăng cơ giảm mỡ. Cái này là dành cho nam nha, dành cho mấy anh từ 75 đến 80kg và cao khoảng 1m7. Tại sao? Tại vì mỗi lịch với mỗi cái đối tượng nó khác nhau các bạn. Tại với cái lịch này mà nếu mà mấy bạn mà nặng, mà ví dụ bạn là nam mà cao 1m7 thì bạn nặng 50kg thì bạn sẽ rất là khó tập cái lịch này. Tại vì đây là một cái lịch mà đòi hỏi một là bạn có sức khỏe tốt, hai là cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn nhiều, và khi đó đồng nghĩa với năng lượng trong cơ thể của bạn nó chắc chắn sẽ nhiều để mà bạn có thể tập và theo cái lịch này. Ok, thì vừa rồi trong cái series trước thì mình được phản hồi là có những cái bài tập trong đó mà cái dụng cụ của bạn sẽ không đáp ứng được, nên ở series này mình sẽ liệt kê ra một cái lịch tập với việc tăng cơ giảm mỡ dành cho nam mà sử dụng các bài tập mà phần lớn tất cả các phòng tập các bạn đều có thể sử dụng được. Rồi, chúng ta cùng đi lại với một cái lịch tổng quan của một cái lịch tập trong vòng một tuần đối với người tăng cơ giảm mỡ. Và có vấn đề dinh dưỡng thì mình sẽ nói sau nha. Nhưng mà trước hết đầu tiên là cái lịch, thì là cái ngày đầu. Cái này thì một tuần các bạn sẽ tập là 4 ngày và sẽ có một ngày nhẹ nhàng tập bụng và thể lực, mà mình gọi là nó gọi là cardio ấy. Rồi, cái ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ tập thân trên, chúng ta sẽ tập là ngực, vai, tay sau. Ngày thứ hai chúng ta tập thân dưới, chúng ta tập chân với tạ. Ngày thứ ba chúng ta nghỉ, nhưng mà ở nhà chúng ta vẫn tập bụng và cardio, thậm chí coi như là ngày đó các bạn tập đi. Thì cái lịch này các bạn có thể coi là 5 buổi một tuần. Rồi, nhưng mà trong này các bạn lưu ý là sẽ có 4 ngày chính các bạn cần phải tập, đó là ngày 1, ngày 2 và ngày 4, ngày 5. Còn ngày 3 thì các bạn có thể tập, nếu các bạn tập thì tốt, mà các bạn không tập được thì cũng không vấn đề gì. Rồi, cái ngày thứ tư thì chúng ta sẽ tập là thân trên, bao gồm là lưng và tay. Ngày thứ năm chúng ta tập lại tập thân dưới là chân và kéo tạ nha. Kéo tạ với đẩy tạ nó khác nha. Rồi, tại sao mình giải thích cái lịch này là chúng ta sẽ có 2 ngày tập chân nặng ở trong này? Bởi vì cái chân của bạn nhìn nè, thấy không? Cái chân của bạn nó to gấp 4 lần cái tay. Cá nào thì bạn, cái khi mà bạn tập chân cái năng lượng của bạn sử dụng nhiều hơn. Rồi, thêm nữa là cái chân của bạn nó rất khỏe. Một cái chân các bạn đạp có thể đạp tới cả 100kg, nhưng mà cái tay của bạn có thể nâng rất là yếu. Các bạn lấy cái tay mà đi soi với cái chân nó một trời một vực. Sức mạnh nó rất là khác biệt. Nên khi mà các bạn muốn giảm mỡ, mình ưu tiên các bạn tập phần thân dưới nhiều. Đảm bảo các bạn sẽ rất dễ giảm mỡ, bởi vì một điều duy nhất là các bạn sẽ đốt được cái lượng calo lớn trong một tuần nếu mà trong cái tuần đó các bạn sử dụng tới 2 ngày tập chân. Rồi, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái trọng lượng. Ở đây mình đưa cái giả dụ đây là những người 1m7 nặng từ 75 đến 85kg, nghĩa là vốn dĩ bình thường cái chân của họ họ sử dụng để họ đi lại trong cuộc sống bình thường, vốn dĩ nó đã khỏe hơn cái tay. Nghĩa là với những người như thế này, các bạn muốn một cái lịch tập vừa tăng cơ vừa giảm mỡ, nghĩa là duy trì cái khối lượng cơ bắp, thậm chí là khối lượng cơ bắp phát triển nhiều hơn, nhưng mà cái lượng mỡ nó sẽ giảm đi, thì các bạn phải sử dụng cái phần nào mà trên cơ thể của bạn khỏe nhất để bạn tập. Ở đây mình nói là với người mới tập nha. Tại vì khi mà các bạn trong cái cuộc sống bình thường trong cái xã hội bây giờ, phần lớn mọi người là ngồi làm văn phòng khá là nhiều, đặc biệt với những người từ 75 đến 80kg, họ ngồi làm văn phòng khá là nhiều, chân của họ đi bình thường hàng ngày, nhưng mà tay của họ ít vận động. Nghĩa là nếu mà trong một cái lịch này, bạn thay bằng ngày tập chân, bạn chỉ hoàn toàn bạn chỉ tập tay trước, tay sau, thì thực chất là bạn sẽ không đốt được nhiều calo, bởi vì cơ tay của bạn nó rất là yếu so với chân. Một ngày như cái tay đi, bây giờ mình chấp các bạn nào gọi là tay khỏe lắm, các bạn cầm đại đơn, các bạn cuốn lên gì, nó khoảng tầm 18kg, bạn cuốn 10 cái là bạn đã hết sức rồi. Nhưng mà cái chân đạp máy như vậy, bạn chỉ cần bạn là cái mức mà nhẹ nhất mà bạn có thể đạp được, bạn chắc chắn bạn sẽ đạp trên 50kg, đúng không? Nó rất là dễ. Thêm nữa, khi mà bạn đạp chân có một động tác cực kỳ tốt cho bạn, đó là cái động tác squat và cái động tác lunge. Nghĩa là động tác đứng lên ngồi xuống và cái động tác bước. Hai cái động tác này đầu tiên tại sao mình nhấn mạnh hai cái động tác này, các bạn sẽ sử dụng năng lượng nhiều. Bởi vì đây các bạn coi nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lịch tập. Đầu tiên là cái ngày tập chân. Rồi, động tác barbell full squat rất đơn giản này, các bạn nhìn vô nè. Rồi, với cái động tác này các bạn sẽ thấy một điều là cái bạn sẽ phải gánh với trọng lượng cơ thể của các bạn. Đây là mình phóng to, mình để gì này cho các bạn dễ thấy. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn sẽ phải tập với trọng lượng cơ thể của các bạn. Rồi, đây là động tác squat. Cái ngày chân mình sẽ thiết kế như trước nha. Nghĩa là ngày chân thì mình khuyên các bạn tập khoảng 4 bài. Bài đầu tiên không thể thiếu đó là bài squat tạ đòn, barbell full squat.
Thì các bạn nào mà các bạn mà chưa quen với cái bài mà squat với cái thanh đòn mà đặt trên vai như vậy á, các bạn có thể thay thế bằng cái bài gọi là body weight squat, nghĩa là các bạn để tay ra sau đầu, các bạn đứng lên ngồi xuống. Cái lợi ích của bài tập này, thứ nhất á, là thực chất là bạn sẽ tập rất là nặng và hao calo rất là lớn, thậm chí là bạn tập với cơ thể của bạn không. Bởi vì các bạn đừng nghĩ là các bạn tập không với cơ thể là các bạn không hao năng lượng. Thì các bạn tập tay, cái tay của bạn nâng lên 20kg và nâng với cái bắp tay của bạn. Nhưng mà khi mà các bạn tập với cái động tác này á, các bạn nâng cái phần thân trên của các bạn, các bạn nâng với phần thân trên của các bạn, nghĩa là cái phần thân trên của bạn nó nặng khoảng 5, 6, 3, cỡ 40kg rồi. Nếu ví dụ như bạn nặng 75kg, cái phần thân trên của bạn nó nặng 40kg, bạn nâng lên nâng xuống 10 cái tức là 400kg, nghĩa là bạn tiêu hao một cái khối lượng nâng rất là lớn. Ngoài ra, giả dụ như bạn đặt lên cái lưng của bạn một cái thanh đòn mà 20kg như vậy thôi, thì cái tổng trọng lượng của bạn nâng á, nó không phải chỉ là 20kg tạ, mà là tính ra là cộng cái phần thân trên của bạn, nghĩa là cái phần chân của bạn á, nó phải tải một cái khối lượng rất là lớn. Rồi như vậy chúng ta sẽ ưu tiên cái bài này, các bạn tập cỡ 4 hiệp nhân cho 10 cái, cỡ 10 cái ha. Rồi một cái bài thứ hai mà nó cực kỳ tốn sức á, là cái bài cầm tạ đơn bước. Đây, cái bài cầm tạ đơn bước tới hoặc cầm tạ đơn bước đi đều được. Mình mở cho các bạn xem. Nè, cái bài luôn này nè. Đây nè, đâm ra luôn nè. Đây, các bạn thấy không? Đó, cầm tạ đơn bước tới, nghĩa là bạn cầm cái tạ đơn hai bên và bước dài cái chân tới với cái bắp đùi của bạn nó song song với sàn nhà và cái đầu gối sau nó gần chạm đất. Cái bài tập này bạn có thể đứng tại chỗ, bạn bước tới một bên chân và bạn thu hồi lại, cũng như là bạn rồi sau đó bạn bước cái chân kế bên qua. Cái bài này nó tốn sức ở chỗ là một hiệp tập á, bạn sẽ phải tập khoảng 2 cái mỗi bên chân, 8 cái mỗi bên chân, nghĩa là tổng cái lượng tập của bạn á nó là 16 cái. Bài 2 nè, luôn nè. Những bài này nó cực kỳ tốn sức ở chỗ là khi bạn xuống á, bạn phải dùng cái lực ở một chân và một nửa của chân kia để cùng một lúc bạn nâng cái cơ thể bạn lên, đứng trở lại về lại vị trí, nghĩa là cái quá trình chuyển động của một cái động tác nó ảnh hưởng đến việc là bạn sử dụng nhiều năng lượng hay là thấp năng lượng. Ví dụ như cái tay của bạn đi, bạn nâng một cái khối lượng như thế này nó khoảng tầm 10kg, với cái bắp tay của bạn khoảng 5-7kg, bạn đi một cái quãng đường 30cm như thế này, rồi bạn làm 10 cái thì bạn phân tích đi, bạn với 10 đến 15 kg bạn đi quãng đường 30cm thì làm sao mà bạn hao năng lượng bằng cái bắp chân của bạn cộng với cục tạ bạn bước một cái quãng đường dài 1m bạn thu về, nó dài gấp mấy lần, nghĩa là nó hao năng lượng rất là nhiều. Nên ở đây mình chú trọng vào những việc là tại sao mình khuyên các bạn là nên tập chân rất là nhiều đối với những người mà có nhiều cái mỡ thừa và cái lịch này là tăng cơ giảm mỡ. Rồi ok, chúng ta có hai bài, và bài thứ ba là một cái bài nó tương đối dễ mà các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ cái phòng tập nào, đó là cái bài đạp đùi với máy leg press. Đây, cái bài này đây, bài này tập này thật sự rất là dễ đó. Các bạn đạp đùi xuống, hít vào, lên, thở ra. Bài ba ha, leg press. Rồi ok, chúng ta có 4 bài tất cả. Rồi bài 4 mình ghi luôn lên đây là mình sẽ phân tích cho các bạn. Với bài 4 thì mình sẽ không khuyên các bạn lựa chọn một cái bài tập với tạ, mình sẽ cho các bạn tham gia vào một cái bài gọi là plyometric, là một cái bài sử dụng sức trọng lượng của cơ thể của các bạn. Thì ở đây mình lựa chọn một cái bài chân cho bạn rất là đơn giản, đó là bài bạn phải nhảy cao lên hoặc là bạn nhảy xa cũng được. Ok, chúng ta sẽ có bài broad jump. Đây, long jump, nghĩa là bạn lựa chọn một cái khoảng cách nào đó và bạn sẽ nhảy xa. Ví dụ như bạn đang đứng tại chỗ, bạn lấy đà, bạn nhảy xa tới trước, bạn đo mỗi khoảng cách 2m. 2m không hề dễ nhảy. 2m mình nói trước là không hề dễ nhảy nha. Không tin bạn lấy cái thước lại, bạn đo một quãng đường đúng 2m, bạn đứng tại chỗ, bạn không lấy đà và bạn nhảy qua 2m. Bạn nhảy 10 cái, bạn thở hộc máu luôn, thể cực kỳ mệt luôn. Nhưng mà thật sự nó đốt mỡ rất là lớn. Tại vì sao? Chúng ta cùng phân tích nha. Với một cái quãng đường dài 2m, bạn phải dùng sức lực chân, bạn nâng trọng lượng cơ thể 75kg của bạn quăng xa một quãng đường 2m, nghĩa là cái mức tiêu thụ calo và cái tiêu thụ oxy của bạn nó gần như nó tương đương và thậm chí nó mạnh hơn và hao nhiều hơn so với cái bài bạn squat với cái trọng lượng cơ thể của bạn. Bạn cầm thêm 20kg tạ, bạn đứng lên ngồi xuống với quãng đường di chuyển từ khi bạn ngồi tới khi bạn đứng thì nó quãng đường nó khoảng cỡ nửa mét, 50cm, đúng không? Chính xác không? Cỡ đó. Thì làm sao mà nó hao nhiều calo bằng việc bạn quăng 70kg cơ thể của bạn đi xa quãng đường 2m. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có thể squat với mức tạ mà bằng trọng lượng cơ thể của bạn, giả dụ như bạn nặng 70kg
bạn squat 70kg thì tổng trọng lượng của bạn nâng á, hay là nó tương đương trên 130kg thì rõ ràng bạn nâng quãng đường nó vậy bạn sẽ tốn calo hơn nhiều của bài nhảy xa. Nhưng mà cũng một trường hợp là nếu bạn khỏe đủ đến mức bạn nâng cái 70kg với trọng lượng cơ thể của bạn thì đồng nghĩa với việc khi đó bạn cũng sẽ đủ sức để bạn nhảy không phải là 2m nữa mà là 2m rưỡi. Nghĩa là bạn nhảy càng, bạn ráng sức bạn nhảy càng xa bạn càng sẽ hụt hơi. Thêm nữa đây là một bài tập nó giúp săn chắc cái cơ bụng của bạn rất là tốt. Bởi vì theo một cái hình, bạn nhìn cái hình này không? Nghĩa là cái cơ bụng của bạn nó phải co lại, nó hộp xuống hết sức. Và cái lực cơ bụng của bạn khi mà bạn quăng tới trước, nó phải dùng cái phần cơ bụng nó rướn lên và cái dùng cái lực cơ bụng dưới để nó kéo, nó quăng cái chân của bạn đi về phía trước nhiều hơn. Thì những cái bài như thế này nó vừa kết hợp vừa thể lực là tim mạch, bạn sẽ rất mệt cho tập bài này. Thứ hai nữa là về cái lực chân và thứ ba nữa là về cơ bụng, nghĩa là bạn được ba cái mà bạn mong muốn, đó là giảm mỡ, săn chắc cơ bụng và cả săn chắc bắp chân. Bài này cực kỳ tốt cho bạn, đó là bài long jump, còn gọi là nhảy xa đó. Rồi vậy chúng ta có cái ngày chân á, thì các bạn có bốn bài ở đây, bốn bài ha, mỗi bài các bạn tập 4 hiệp là 4 nè, nhân 10 nè, nhân cho 4 bài. Rồi ngày chân này các bạn làm sao mà các bạn tập hết sức? Rồi ok, nói luôn là cái mức tạ, cái ngày tập chân nha, các bạn phải chú ý tính việc á, là cái mức tạ, cái ngày tập chân. Tại sao mà quan trọng cái ngày tập chân mà mình nói nhiều vậy? Tại vì cái ngày tập chân là cái ngày mà bạn sẽ hao được lượng calo lớn nhất. Tại vì nhưng mà nói cái chân của bạn nó rất là lớn, và khi bạn vận động cái toàn thân của bạn nó cũng phải hoạt động theo, và như vậy nó sẽ hao calo lớn. Nhưng mà các bạn lưu ý là với 4 hiệp tập 10 cái, nghĩa là mình yêu cầu là 10 cái này là các bạn phải tập hết sức. Nghĩa là không phải là các bạn có thể đứng lên ngồi xuống với cục tạ 2kg một bên, các bạn tập tới cái thứ 10 các bạn không thấy mệt gì hết nè, các bạn ok rồi làm xong hẹp, no sai. Các bạn tập 10 cái như là 10 cái bạn phải lựa chọn cái mức tạ là bạn tập 10 cái bạn đuối, bạn không thể nào tập lên cái 12 hay 13, hay là bạn không tập lên cái 15 được, thì đó là cái mức tạ đúng của bạn. Và bạn lựa chọn mức tạ đó, bạn tập 4 hiệp lặp lại và nhân cho 4 bài tập, thật sự rất mệt, rất đuối. Cũng giống như bài nhảy xa, bạn phải đo coi nếu bạn nhảy hết sức, bạn nhảy được cỡ 2m hay là 2m rưỡi. Nếu bạn nhảy được hết sức của bạn là 2m rưỡi thì khi bạn tập 4 hiệp 10 cái bạn phải nhảy là 4 hiệp 10 cái 2m rưỡi. Chứ không phải là mình kêu bạn nhảy 4 cái, bạn đo có 1m rưỡi à, bạn nhảy như vậy là bạn không hết sức, như bạn tốn thời gian của buổi tập. Ok, vậy cái điều đầu tiên mà bạn phải lưu ý khi bạn tập để mà cơ thể của bạn nó đốt được lượng calo nhiều nhất, nghĩa là bạn phải tập thật sự hết sức. Rồi, đây là những bài tập lý tưởng như ngày tập chân, squat, cầm tạ búa, lên, đạp đùi và sau đó là nhảy xa. Ok, rồi chúc các bạn tập tốt với cái ngày tập này. Và còn lại những cái phần này mình sẽ có trong video clip tiếp theo. Cố gắng nói xem nha.